Chào mừng quý vị đã quay trở lại với phần 3 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay bây giờ sẽ là phần bình luận những thông tin thị trường. Xin chào anh Đại. Thưa anh, thì tôi có đọc được một vài nhận định và khuyến nghị về thị trường hiện tại, như là sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là một tín hiệu tốt cho sự vận động hiện tại của thị trường, và nhịp điều chỉnh lần này sẽ mạnh hơn trong trường hợp nhóm cổ phiếu blue chip suy yếu. Nhà đầu tư cân nhắc hạ tỷ trọng các cổ phiếu có lãi khá và chờ mua lại các nhịp điều chỉnh kỹ thuật, không mua đuổi trong các phiên tăng mạnh. Vậy thì theo anh thì cái chiến thuật giao dịch như vậy liệu nó có phù hợp với thị trường hiện tại hay không? Và cái quan điểm của anh là như thế nào ạ? Đối với tôi á, thì mỗi một cái chiến thuật hay là chiến lược giao dịch trên thị trường thì nó phù hợp. Trước tiên là nó phải phù hợp với từng bản thân của nhà đầu tư. Có nghĩa là cái chiến thuật chiến lược đó phải được xây dựng dựa trên cái độ chấp nhận rủi ro của cái nhà đầu tư đó, dựa trên cái mức sinh lời kỳ vọng của nhà đầu tư đó, và dựa trên cái danh mục mà cái nhà đầu tư đó muốn đầu tư vào, ngành nghề gì, doanh nghiệp như thế nào. Thêm vào đó là chúng ta có thể quan tâm thêm là vấn đề là thời gian bao lâu thì để cho cái danh mục đó là chúng ta chốt lãi hay là chúng ta tất toán danh mục. Thì những cái yếu tố đó nó mới quyết định được là chúng ta áp dụng cái chiến thuật giao dịch như thế nào. Trở lại vấn đề là những cái khuyến nghị, những cái nhận định mà liên quan tới việc mà chiến lược giao dịch như vậy thì nó được công bố một cách đại trà, chưa chắc là phù hợp hết với tất cả mọi người. Do đó, đối với từng nhà đầu tư, chúng ta chỉ nên lấy cái đó làm cái tham khảo thôi. Còn riêng với bản thân mỗi người, thì đối với tôi cũng vậy. Tôi thường thì có một cái chiến lược giao dịch riêng của mình, tùy vào cái điều kiện giao dịch lúc đó. Do đó thì để mà duy trì một cái chiến lược mà thành công á, thì đối với tôi là cái điều quan trọng là không phải là đặt ra chiến lược, mà là duy trì kỷ luật để thực hiện cái chiến lược đó. Tụ chung là vấn đề thì chúng ta thấy là gần như là thị trường chung hiện tại là đang có những cái đặc điểm như sau, mà để chúng ta dễ dàng xây dựng một cái chiến lược giao dịch riêng cho bản thân mình. Thứ nhất là chúng ta thấy là thị trường đang vào cái xu thế tăng. Cái điều này thì không thể nào mà chối cãi được nữa rồi. Điều kế đến nữa chúng ta thấy cũng dễ dàng nhận biết được, đó là cái việc mà thị trường chứng khoán đang được hỗ trợ tích cực từ chính phủ ủng hộ, cho đến là thông tin từ khối là các nhà đầu tư nước ngoài, các cơ quan báo chí nước ngoài hay là định chế tài chính nước ngoài cũng nhìn nhận cái vấn đề là kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng. Vấn đề thứ ba mà chúng ta thấy mà mới gần đây nhất đó là thông qua cái việc mà cái mùa đại hội cổ đông và cái kết quả kinh doanh trong 2016 thì là gần như là các doanh nghiệp đều có làm ăn lời trong 2015 và trong 2016 thì cái kết quả kinh doanh cũng khá tốt hơn so với năm vừa rồi. Do đó thì chúng ta dựa vào những cái nền tảng cơ bản như vậy, chúng ta xây dựng lên một cái danh mục đầu tư cho mình và xây dựng một cái chiến lược giao dịch sao cho phù hợp. Chứ sử dụng những cái chiến lược mà có sẵn của người khác thì chúng ta, tôi nghĩ là không nên. Thưa anh, thì VN Index trụ lại trên cái ngưỡng 600 điểm. Vậy thì theo anh thì liệu VN Index có cái khả năng bứt phá cao hơn ngưỡng này trong thời gian tới hay không ạ? Tôi cho rằng thì trong ngắn hạn VN Index có thể thử thách lại cái ngưỡng 641 điểm mà cái chỉ số đã tạo lập trong tháng 7 năm 2015. Cái này là về ngắn hạn thôi, bởi vì với những cái thông tin và với những cái lực cầu của khối ngoại như hiện tại thì cái điều này sẽ xảy ra sớm. Về mặt trung và dài hạn, tôi cho rằng thì VN Index có thể test lại cái ngưỡng cao nhất trong 10 năm qua đã tạo lập, là cái ngưỡng 1.170 điểm vào năm 2006. Thì với những cái điều kiện về kinh tế vĩ mô như tôi vừa mới trình bày thì tôi hoàn toàn hy vọng là chỉ số có thể tăng trưởng như tôi kỳ vọng. Thưa anh, xu hướng trên sẽ phân bổ đều lên các nhóm cổ phiếu hay là có cái sự phân hóa khác anh? Tôi cho rằng thì thị trường vẫn là ba nhóm cổ phiếu chính, đó là cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu dầu khí và cổ phiếu bất động sản. Và trong thời gian vừa qua, trong 4 tháng vừa qua thì chúng ta đã thấy là các nhóm cổ phiếu này lần lượt thay nhau tăng điểm, lần lượt giữ chỉ số trong những cái phiên điều chỉnh, những nhịp điều chỉnh của thị trường, và lần lượt thay nhau kéo VN Index vượt hết cái ngưỡng kháng cự này tới ngưỡng kháng cự khác. Do đó thì như nhiều lần chúng ta đã trao đổi thì tôi khuyến nghị là nhà đầu tư nên xem xét có ít nhất một cổ phiếu ở trong cái nhóm này, ở trong cái danh mục của mình, xem như gọi là chúng ta có một trụ ở trong danh mục.
Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là gần đây nhất thì có hiện tượng là dòng tiền luân chuyển, luân phiên nhau thay đổi, có như khi mà dòng tiền nhảy vào nhóm ngành tiêu dùng, nhảy vào nhóm dệt may, nhảy vào nhóm thủy sản, khoáng sản. Mỗi một lần mà dòng tiền tìm đến cổ phiếu nào thì chúng ta thấy cái mức sinh lợi bình quân, theo tôi thống kê á, mức sinh lợi bình quân là trên dưới 10%, đó là một cái mức tăng bình quân. Nhưng mà cái việc mà quan sát để tìm ra cái đích đến của dòng tiền thì phải cần, đối với chỉ dành cho những nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm, thì họ nhìn nhận vấn đề, họ nhìn ra dòng tiền nhảy vào chỗ nào thì lập tức là họ giải ngân vào đó. Và cái việc mà di chuyển theo dòng tiền để đầu tư á, thì chỉ dành cho những nhà đầu tư kêu bằng là phải có thời gian rảnh rỗi xem bản địa nhiều hơn, theo dõi thị trường sát hơn và lắng nghe thông tin phân tích nhiều hơn. Đối với những nhà đầu tư mà đã mang đầu tư trung và dài hạn thì thực sự thì cái việc mà lần theo dấu vết dòng tiền tôi nghĩ là không nên, bởi vì chỉ cần một lần chúng ta quyết định sai thì chúng ta sẽ gặp cái rủi ro, đó là chúng ta buộc phải cắt lỗ. Thưa anh, vậy thì trong cái trường hợp mà thị trường gặp cái gọi là cái tin xấu thì theo anh ngưỡng hỗ trợ 600 điểm nó có là cái quan trọng đối với chỉ số VN-Index không thưa anh? Với điều kiện thị trường hiện tại thì tôi thấy thì ngưỡng 600 này có thể là cái ngưỡng hỗ trợ khá là quan trọng. Dẫn chứng là trong phiên giao dịch ngày hôm qua, ngay khi mà thị trường bắt đầu có cái thông tin về cái hồ sơ Panama đó, thì thị trường lập tức là rớt về dưới 600. Nhưng mà ngay khi mà thủng cái mốc 600 này thì có một cái lực cầu lớn vào đẩy chỉ số lên lại. Thì như chúng ta thấy là cái ngưỡng này rất là quan trọng, mà nó không những mang tính tâm lý mà còn mang yếu tố kỹ thuật ở trong đó. Thì chúng ta thấy là cái ngưỡng 600 quan trọng. Tuy nhiên theo cá nhân tôi thì tôi cho rằng là cái ngưỡng cứng nhất, cái ngưỡng quan trọng nhất và mang yếu tố quyết định trong những cái lúc mà thị trường điều chỉnh mạnh, có nghĩa là điều chỉnh giảm sâu với những cái thông tin mà thường thường mọi người nói là xấu, cực kỳ xấu đó, thì cái ngưỡng 570 tới 580 điểm là cái ngưỡng hỗ trợ mạnh nhất. Tôi đưa ra cái nhận định này dựa trên cái quan điểm của trường phái phân tích kỹ thuật. Có nghĩa là sau khi một cái ngưỡng kháng cự mạnh bị phá vỡ thì cái ngưỡng này sẽ lập tức trở thành một cái ngưỡng hỗ trợ mạnh cho cái đợt điều chỉnh kế tiếp. Do đó thì chúng ta thấy thì trong khoảng 3-4 tháng VN-Index mới mất rất là nhiều công sức để vượt qua khỏi cái ngưỡng kháng cự này 570-580 điểm. Do đó thì chúng ta nếu xảy ra, trong cái trường hợp mà xảy ra thì chúng ta nên xem xét mà giải ngân mạnh ở cái ngưỡng 570-580 điểm này. Vâng, xin cảm ơn những lời khuyên của anh. Thưa quý vị, những lời khuyên vừa rồi của anh Nguyễn Quốc Đại, chuyên viên đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng cũng đã khép lại chương trình Giờ Kết Sổ ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự đồng hành của công ty chứng khoán Phú Hưng. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.